cân bao rưỡi nữa. Vậy chứ người ta xả có 15 kg còn được mà, mình 20 kg thì không tới 20 kg đâu nha, mày cỡ 18 kg á. Ba bao là 120 kg. Dài quá thì quăng không nổi. Cái này rễ ra dài quá là quăng theo gió là quăng không được đó. Giống này vừa xả luôn. Đều khỏi dậm luôn. Đây đăng lên YouTube rồi đó nghe. Thank you.